Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức thế giới đáng chú ý nhất trong ngày hôm nay, được gửi tới bạn bởi chúng tôi. Hamas tuyên bố sẽ không tiết lộ danh tính thủ lĩnh mới của nhóm. Lực lượng Hamas sẽ chọn thủ lĩnh mới của nhóm vào tháng 3 năm sau, song sẽ giữ kín danh tính của nhân vật này vì lý do an ninh. Theo người phát ngôn của nhóm vũ trang người Palestine, kể từ nay cho đến lúc đó, một ủy ban gồm 5 quan chức cấp cao sẽ phụ trách điều hành nhóm. Hamas đã không có người lãnh đạo cao nhất kể từ ngày 16 tháng 10, khi thủ lĩnh Yahya Sinwar thiệt mạng trong một cuộc tấn công của quân đội Israel ở Rafah. Ông Sinwar đã đảm nhận vị trí cao nhất của Hamas vào tháng 8, sau khi thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ở Tehran. Trong bối cảnh, nhiều chỉ huy cấp cao của các nhánh trong Hamas thiệt mạng sau chiến dịch truy quét của Israel. Giờ đây, nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện đã được giao cho một ủy ban gồm 5 người, bao gồm Khalil Al-Hayya, đại diện cho Gaza, Khaled Massaan, đại diện cho người Palestine ở nước ngoài, Zaher Jabarin, đại diện cho bờ Tây, Mohammed Dawis, người đứng đầu Hội đồng Cố vấn Shura của Hamas và thư ký Cục Chính trị, người không bao giờ được công khai danh tính. Ủy ban này vốn được thành lập để tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định do gặp khó khăn trong việc liên lạc với Sinwar ở Gaza trước khi nhân vật này qua đời. Tất cả các thành viên hiện tại của ủy ban trên đều làm việc ở Qatar. Phát ngôn viên của Hamas cũng khẳng định khi Hamas chọn ra được một nhà lãnh đạo mới, tên của người này sẽ được giữ kín vì lý do an ninh. Ông Khalil Al-Hayya làm việc tại Qatar và hiện dẫn đầu phái đoàn Hamas trong các cuộc đàm phán ngừng bắn với Israel. Al-Hayya từng xác nhận cái chết của thủ lĩnh Sinwar trong một đoạn video vào tuần trước. Trong khi đó, theo hai quan chức Hamas nói với đài BBC, ông Al-Hayya đảm nhận nhiều nhiệm vụ của thủ lĩnh Sinwar và được coi là ứng cử viên nặng ký để thay thế ông Sinwar đứng đầu tổ chức. Cùng với chỉ huy nhánh quân sự Mohammed Deif, thủ lĩnh Sinwar được coi là người đứng đằng sau cuộc đột kích vào miền nam Israel trong ngày 7 tháng 10 năm 2023. Sinwar phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công tàn bạo nhất chống lại Israel trong lịch sử. Trong năm qua, Sinwar đã trốn chạy, ông ta đã thất bại. Chúng tôi đã đưa ông ta ra trước công lý và chúng tôi đã làm được. Phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel IDF Daniel Hagari cho biết trong một tuyên bố trên truyền hình vào tuần trước. Hamas khẳng định họ sẽ tiếp tục tiến hành chiến tranh nhằm vào Israel và sẽ không trả tự do cho khoảng 100 con tin còn đang giam giữ ở Gaza cho đến khi Israel rút khỏi vùng đất này và trả tù nhân Palestine. Về phần mình, hồi tháng trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng nếu Hamas không đầu hàng, IDF sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi đạt được chiến thắng hoàn toàn. IDF xác nhận tiêu diệt người kế nhiệm thủ lĩnh Hezbollah, Mỹ và Israel bất đồng. Theo CNN, trong ngày 22 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã xác nhận tiêu diệt Seyed Hashem Safadin, người được cho là lãnh đạo tiếp theo của Hezbollah, sau thủ lĩnh Nasser Nasrallah. Trong chiến dịch không kích ở Beirut ngày 4 tháng 10, quân đội Israel đã bắn hạ Safadin cùng với người phụ trách tình báo của Hezbollah, Hussein Ali Hazima. Phía IDF cho biết, truyền thông Israel tiết lộ, Safadin bị tiêu diệt khi IDF không kích một căn cứ tình báo ngầm của Hezbollah ở ngoại ô Beirut. Vào thời điểm vụ tập kích xảy ra, có khoảng 25 thành viên cấp cao của Hezbollah có mặt ở cơ sở này. Phía Hezbollah hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này. Trong năm qua, nhân vật này đóng vai trò nổi bật, đại diện cho Hezbollah trong các sự kiện mà thủ lĩnh Nasrallah không thể tham dự vì lý do an ninh. Sự xác nhận của Israel về cái chết của Safadin diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang gây áp lực lên Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhằm tận dụng việc tiêu diệt thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar để giải phóng các con tin bị bắt trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 và kết thúc chiến tranh ở giải Gaza. Bộ Ngoại giao Mỹ đã liệt kê Safadin vào danh sách khủng bố năm 2017 và vào tháng 6 vừa qua, nhân vật này đã đe dọa leo thang xung đột với Israel sau khi một chỉ huy khác của Hezbollah bị giết. Mỹ và Israel bất đồng vì tuyên bố ở giải Gaza. Theo Times of Israel, trong ngày 22 tháng 10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken để thảo luận về kế hoạch ở miền Bắc giải Gaza. Tuy vậy,
cuộc gặp đã diễn ra tương đối căng thẳng. Ngoại trưởng Blinken muốn Thủ tướng Netanyahu tuyên bố công khai rằng tên Avit không có ý định bao vây miền Bắc giải Gaza, nhưng phía Israel đã bỏ qua đề nghị này, một quan chức Mỹ tiết lộ. Trước đó, Thủ tướng Netanyahu được cho là đang xem xét khả năng phóng tỏa miền Bắc Gaza, bao gồm việc tạm ngưng viện trợ nhân đạo để truy quét các tay súng Hamas. Kế hoạch này cũng cho rằng Israel nên duy trì quyền kiểm soát ở miền Bắc vô thời hạn và thành lập một chính quyền mới tại đây. Hai bên cũng thảo luận về tình hình Liban và những nỗ lực đang diễn ra để đạt được một giải pháp ngoại giao dọc đường xanh, bao gồm việc thực hiện đầy đủ nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và cho phép thường dân ở cả hai biên giới trở về nhà. Theo báo chí Mỹ, Ngoại trưởng Blinken đã thảo luận về triển vọng ngừng bắn trong cuộc xung đột trên nhiều mặt trận của Israel trong khu vực. Tuy nhiên, Nhà Trắng có thể phải chấp nhận việc ngăn cản các hành động thù địch leo thang trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11 do giới lãnh đạo Israel đang quyết tâm tiếp tục chiến dịch quân sự hiện nay bất chấp áp lực của cộng đồng quốc tế. Cùng ngày, Ngoại trưởng Blinken cũng có cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant, tái khẳng định cam kết của Washington với an ninh của Israel. Đây là chuyến đi thứ 11 của ông Blinken tới Trung Đông kể từ khi xung đột nổ ra tại giải Gaza hồi tháng 10 năm 2023. So với những lần công du trước, chuyến đi này trở nên cấp thiết hơn do cuộc bầu cử Mỹ sắp diễn ra và tuyên bố Israel về việc đáp trả Iran sau cuộc đột kích tên lửa hôm 1 tháng 10. Chính quyền Mỹ đang tìm cách thuyết phục Israel không tấn công các cơ sở sản xuất dầu mỏ hoặc hạt nhân ở Iran do lo ngại có thể làm bùng phát một cuộc chiến tranh khu vực và đẩy giá năng lượng lên cao. Khoảnh khắc các tay súng tấn công khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng tin BBC dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yalikaya cho biết, hai kẻ tấn công gồm một nam và một nữ đã bị vô hiệu hóa. Quan chức này cho biết, vụ tấn công nhằm vào công ty công nghiệp hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ TUSAS rất có thể liên quan tới nhóm phiến quân người Kurd PKK hiện. Chưa tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công xảy ra hôm qua 23 tháng 10. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cuối ngày hôm qua thông báo nước này đã mở các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của PKK ở miền Bắc Iraq và Syria. Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Anh coi PKK là tổ chức khủng bố. Nhóm này bắt đầu đấu tranh chống lại Thổ Nhĩ Kỳ từ những năm 1980 để giành quyền lớn hơn cho cộng đồng người Kurd thiểu số ở quốc gia này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang ở Nga để tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS đã lên án những gì ông gọi là cuộc tấn công khủng bố đê tiện trong bài phát biểu được phát trực tiếp trên TV. Nhiều video về vụ tấn công cho thấy ít nhất hai người đã nổ súng quanh lối vào của TUSAS nằm cách thủ đô Ankara 40 km. Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Sebdet Cimas cho biết 4 trong số các nạn nhân là nhân viên của TUSAS, trong khi nạn nhân thứ 5 là tài xế taxi. Ngoài ra, 7 thành viên lực lượng đặc nhiệm nằm trong số 22 người bị thương do vụ tấn công. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, những kẻ tấn công đã giết tài xế taxi trước khi cướp xe để thực hiện vụ tấn công. Trước đó, theo truyền thông địa phương, ngày 23 tháng 10, ít nhất một kẻ tấn công đã kích nổ một quả bom, trong khi những đối tượng khác xông vào tòa nhà phức hợp của một trong những công ty quốc phòng và hàng không vũ trụ quan trọng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng tin CNN và tờ Sky News dẫn thông báo của Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đăng trên mạng xã hội X cho biết, nhiều người đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố nhằm vào trụ sở của công ty công nghiệp hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ TUSAS tại Karamankazan, Ankara. Truyền thông địa phương đưa tin về một vụ nổ lớn và phát cảnh quay về cuộc đọ súng tại TUSAS. Ngoài ra, theo các video được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều kẻ tấn công cầm súng trường được trang bị bộ giảm thanh có mặt tại hiện trường. Đài truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin một nhóm kẻ tấn công đã đến TUSAS bằng taxi khi nhân viên an ninh đang đổi ca. Ít nhất một trong số chúng đã kích nổ quả bom trong khi những kẻ khác xông vào tòa nhà. Các đối tượng này đã bắt giữ một số con tin. Những bức ảnh chưa được xác nhận lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khoảng 10 người bị giam giữ trong một căn phòng được cho là bên trong tòa nhà. TUSAS là một trong những công ty quốc phòng và hàng không vũ trụ quan trọng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Công ty này thiết kế, sản xuất và lắp ráp máy bay dân dụng và quân sự, máy bay không người lái và các hệ thống công nghiệp quốc phòng và vũ trụ khác. Hiện chưa rõ ai đứng sau vụ tấn công.